Máu của ai đây? Ao hát, những gì trên lưng của bạn anh trai? Dao ở đó. Hả? Nói dối. Lừa dối. Tom Proctor. Tại sao nó muốn để dao vô lưng của tao ấy? Hả? Anh em họ, bạn đã làm điều gì đó sẽ khiến anh ấy giận bạn chưa? Không có phải, tôi đã đổ dù vôi ăn ai nưu cái đỉnh. Tom Proctor. Cô chân sĩ đi ăn chàn, bật cô biết toàn ký. Tôi biết Tom Proctor là mà. Bạn sẽ không thoát khỏi điều này, Tom Proctor. Tom Proctor, đã nít với đời nhỏ. Tôi cần tự làm, tôi là nên gì tôi lắm. Nói kìa, không có phải đâu. Tôi không có lấy gì của mày. Rồi chả? Tôi lấy gì? Lừa dối. Ha? Ít với... vẫn bạn lấy con ớ đang viên tiền đó ớ bắt con vai là con trai gì lớn ớ ha ớ ha ha ớ nửa tuổi và đi rồi di sản kim an di sản gì the sewing room hả kỳ tôi có em trai hả nè nè Tom Proctor. Chẳng thể biết bao nhiêu đêm thẫn thờ vẫn yêu em trong cả giấc mơ đến khi nhận ra sẽ không thể nào vì em mơ giấc mơ không phải em trai Tom Proctor chỉ có một vấn đề The sewing room không còn nữa. Tại sao? Nó đã được ban cho ai đó? Chính đi rồi giờ gian. Tôi. Ừ? Tại sao buồn muộn sewing room? Bởi vì tôi là người thừa kế hợp pháp. Mày là em họ mà, không có phải anh trai của tôi. Không, tôi không phải là anh trai của bạn. Tôi là anh trai của bạn. Ác sinh đời em trai Tom Proctor ha ha.